tình trạng của chồng tôi rất nặng, thì cũng có đông nên thì được các bác sĩ tư vấn là anh phải mổ mắt. Gia đình chúng tôi là chiêm chủng rất nghèo, không có tiền, các bác rất là giúp đỡ. Mẹ đi chạy thận thì con sẽ đi ăn, và mẹ đến 3 giờ chiều về thì mới được ăn. Nếu mà ai mà cho tiền ấy, con mà không đưa cho bố thì bố sẽ đánh nó. Đi khám bảo bị bệnh thận giai đoạn cuối, con bị u não mổ rồi nhưng mà tình hình bây giờ không chữa được, tại vì tôi chạy thận vậy phải đi làm thuê làm mướn để lấy tiền nuôi cháu. Người điều dưỡng khi mà đã vác trên mình chiếc áo blue trắng rồi thì mình phải tận tâm với nghề. Mình vừa là người đồng hành cùng họ, chứ nếu mình đứng ở vị trí cũng là người bạn thì mình mới biết được là cái nỗi đau hay là cái nỗi khổ hay là tâm tư nguyện vọng của người ta muốn gì. Khi mà người ta vào đến với mình thì người ta đặt niềm tin ở mình như thế nào, mình phải biết trân trọng. Hà Nội những ngày đầu tháng 4, khi phố phường đã tràn ngập những đóa loa kèn xinh đẹp, báo hiệu một mùa hè đã đến. Sự háo hức khi được trở lại trường của những em học sinh, ekip nhật ký Blues Trắng lại có dịp được đến thăm và gặp gỡ các nhân viên y tế tại một bệnh viện đã có tuổi đời hơn 50 năm. Đó là Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội. Thành lập năm 1967, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp ngày nay đã có hơn 50 năm phát triển và trưởng thành. Từ một bệnh xá nhỏ bé được xây dựng trong thời chiến tranh, giờ đây đã trở thành một bệnh viện đa khoa ngành nông nghiệp Việt Nam. Ngày nay, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã phát triển lớn mạnh, là bệnh viện hạng nhất, 7 phòng, 26 khoa, 2 trung tâm với quy mô 520 giường bệnh, có cơ sở hạ tầng khang trang, có thiết bị y tế hiện đại đồng bộ. Nhất là bệnh viện đã có đội ngũ cán bộ viên chức đông đảo và tài năng. Đi cùng với đó là sự đổi mới và cải tiến công tác quản lý. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ ngành nông nghiệp nói riêng và nhân dân nói chung. Nhiều trường hợp rất là khổ. Bệnh nhân này là bệnh nhân vào trong tình trạng là tai nạn lao động, bị thương 3 đốt ngón tay, thì 2 đốt ngón tay bệnh nhân phải bị tháo bỏ, đốt còn lại thì bác sĩ mà có thể giữ lại duy trì trong một thời gian, nếu giả sử nuôi được chẳng hạn thì cái ngón tay đấy là giữ được, còn nếu mà cái ngón tay này không giữ được thì bệnh nhân ở nhà thì tự theo dõi sau 17 ngày thì bệnh nhân thấy có bị thui đen ở cái ngón tay út này. Thế là bệnh nhân vào bệnh viện gần nhất là Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Thế thì các bác sĩ đã chẩn đoán là không có thể nuôi dưỡng được thì phải cắt bỏ cái ngón tay này. Trường hợp này thì bệnh nhân này rất là khó khăn, là bệnh nhân người miền Nam. Thế thì ra lấy chồng ngoài Bắc thì là một người phụ nữ rất là khổ, gầy guộc xanh xao mà phải đi làm công nhân. Mỗi tháng thì kiếm được có 5 triệu bạc thôi, phải nuôi gia đình, chi trả mọi thứ, nào là con ăn học, phải lo cho con, cho cháu, cho gia đình trong có 5 triệu bạc. Cũng biết là hoàn cảnh của chị này như thế này thì các bác sĩ cũng làm cho cái chi phí là hỗ trợ chi phí là thấp nhất. Còn lại là những ngày sau thì thay băng thì mình cũng đã trao đổi với cả các bạn ở dưới khoa, ở dưới cứu, và khi mà chị có thay băng thì cũng hướng dẫn là đến cái cơ sở y tế gần nhất để đỡ chi phí đi lại thì đến đấy thay băng. Nếu mà ở đấy mà thay băng không ổn ấy, cảm thấy là không yên tâm thì cứ vào Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, vào khoa ngoại chấn thương, chỗ phòng khám thì mình cũng đã trao đổi với các bạn rồi, thì riêng trường hợp này thì vào thay băng miễn phí hàng ngày cho chị ấy. Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn ấy là chị Lê Thị Mai Phương, hiện đang là phó trưởng phòng điều dưỡng trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nông nghiệp. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề, trải qua nhiều khoa phòng khác nhau như khoa thận, khoa nhi và bây giờ là khoa chấn thương chỉnh hình, nhưng sự tận tâm và lòng yêu nghề của chị Phương vẫn mang đầy nhiệt huyết như những ngày đầu mới vào nghề của cô sinh viên trung cấp y ngày nào. Cả nhà Phương ơi, cắm chị cái.
Một ngày làm việc của chị Mai Phương thường bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 sáng với công việc thường nhật là giao ban đầu ngày để cùng với các bác sĩ, điều dưỡng khác cùng triển khai công việc ngày mới. Với nhiều người, có lẽ công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày ấy đã trở nên quá quen thuộc, nhàm chán. Nhưng với những người thầy thuốc, điều dưỡng thì nó lại vô cùng quan trọng bởi họ được cập nhật sự tiến triển mỗi ngày của bệnh nhân, được lắng nghe những kết quả khả quan, nắm được tình hình xấu có thể xảy ra để họ kịp thời xử lý. Khoa mình có ngày mổ 5 ca luôn. Có ai đến đây đâu. Có theo chân chính những điều dưỡng như chị Mai Phương, chúng ta mới hiểu được tại sao mọi người hay gọi điều dưỡng là cánh tay phải đắc lực của bác sĩ. Nếu như bác sĩ là người chẩn đoán, điều trị, thì điều dưỡng lại là những người trực tiếp chăm sóc, gặp gỡ, trò chuyện với bệnh nhân nhiều nhất. Bởi lẽ đó, có thể quá trình điều trị của bệnh nhân được tiến triển tốt hơn. Đêm ngủ được không? Tạm. Thẳng anh sao ạ? Anh tên là gì? Anh nhớ anh tên là gì không? Rồi tay này em xem ạ. Nắm tay vào xem ạ. Nắm tay vào. Rồi, nắm chặt tay vào xem ạ. Nắm chặt tay vào. Rồi, tốt ạ. Cảm xạ nhiễm rất tốt. Đấy, may mắn với 5 ngày mà nhâm phục phục như này, gia đình nhâm rất mừng. Sao, bác sĩ cố gắng giúp cho gia đình thôi nhá. Ôi, giúp cho gia đình được rồi. Ôi, khóc. Khi mà thổi như này, thì có thổi mạnh, thổi có đau không? Không, vẫn chưa thổi mạnh được. Phải cố gắng xong là thổi mạnh là hết sức tối đa luôn. Nhá, hít thật sâu vào. Hít thật sâu vào. Này, hít này. Thế xong lấy cái hơi thật sâu vào, xong lúc đấy là mình thổi. Thổi thật mạnh cái túi, thổi thật mạnh để cho cái túi này nó to lên. Hiểu không? Không phải, thôi bây giờ nó không có tức. Thì có thể cho cái lần tiểu là cái... Nếu mà mệt quá thì mình nghỉ. Làm người điều dưỡng thì rất vất vả, mình là luôn luôn phải đồng hành với người bệnh và chia sẻ với người ta. Và mình phải chăm sóc người ta sao cho tốt để khi mà người ta ra viện rồi, người ta vẫn có cái ấn tượng gì tốt đối với mình. Không những tốt đối với mình mà còn đối với khoa, với bệnh viện. Mình làm những cái gì mà gọi là hết mình, tâm huyết với mình và tận tâm với cả người bệnh. Tôi là đồng chiêm chủ mà làm dưỡng, có vài sở dụng thôi. Thì anh ấy làm nghề tự do, không may anh ấy đi xe để anh ấy đổ xăng đi làm, anh ấy ngã. Tình trạng này chồng tôi rất nặng, bị tụ máu đông. Lên thì được các bác sĩ tư vấn là anh ấy phải mổ gấp. Thì gia đình tôi cũng nhất trí là mổ cho anh ấy. 7 rưỡi tối thì các bác đưa vào phòng mổ, đến 10 rưỡi thì các bác đưa ra. Sau đấy là tôi ra phòng hồi sức tích cực của bệnh viện khoa chấn thương. Chúng tôi hồi phục rất là tốt mà các y bác sĩ từ cán bộ đến nhân viên, cô điều dưỡng là rất là tốt, chăm sóc bệnh nhân hết lòng. Gia đình chúng tôi là chiêm chủng rất nghèo, không có tiền, các bác rất là giúp đỡ. Kể cả khoa điều dưỡng ở trên kia các bác ấy cũng dịch khoa dinh dưỡng đấy, là các bác cũng giảm tiền ăn cho các cái người nhà của bệnh nhân. Vào thời điểm dịch bệnh tăng cao, có nhiều bệnh nhân tại khoa mắc Covid. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà, khoa bệnh điều trị cũng hạn chế người nhà chăm sóc. Vì thế gần như 100% bệnh nhân Covid đều do điều dưỡng tại viện chăm sóc. Công việc vốn dĩ đã chiếm hết thời gian, nhưng vì chăm sóc thêm bệnh nhân nội trú lại mắc Covid nữa, thì đúng là khó khăn chồng khó khăn. Nhưng không vì vậy mà những người điều dưỡng ở đây nản lòng, mà ngược lại họ còn phải cố gắng nhiều hơn. Vì được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt chứa đầy sự cảm phục của bệnh nhân đã là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho họ rồi. Và đó cũng là những điều mà chị Phương luôn tâm huyết trao gửi đến với lớp đàn em kế cận của mình. Phạm Cao Sơn, năm bao nhiêu? Phòng bao nhiêu? 502. 1, 2, 3, 4, 5. Nên 5 bệnh nhân ra viện. Mình tranh thủ nếu mà lúc nào mà mình ngủ được mình ngủ. Còn nếu mà không ngủ được thì phải báo các chị. Để các chị làm sao mà đảm bảo cho em cái giấc ngủ nó sâu. Nhá. Thế thì nó mới nhanh khỏi được chứ. Ông ơi, đêm ông ngủ được không ạ? Ngủ được. Vâng, ông ăn uống thế nào ạ? Ăn uống tốt. Ông cụ là bị kèm theo nữa là cái bệnh Parkinson nữa. Vâng, đấy. Và đúng rồi, ông nhiều tuổi nữa nên khó ngủ. Thôi thì tại vì bây giờ hiện tại bọn cháu đang đông. Là một thứ hai nữa là ông có thể là đến lúc mà phòng các cái phòng khác nó ổn hơn thì chúng cháu sẽ bố trí ông sang phòng nào. Để cho đỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông.
Vâng, ông nhắn. Vâng, hôm nay bác về. Vâng. Các ông bạn đồng môn là buồn luôn đúng không? Bạn đồng môn về buồn luôn đúng không? Đi ngày giờ. Ngày giờ thực hiện. Ông nằm nay là ngày thứ mấy rồi ông nhỉ? Ông làm sao mà có cái dị vật bàn tay ở ông? Cái gì bắn vào ạ? Mình đã gắn bó với cả cái ngày này, mình thấy là khi mà mình bỏ cái tâm huyết mình ra, khi mình được đón nhận lại cái sự hài lòng của bệnh thì mình cảm thấy là rất là vui, cảm thấy mãn nguyện. Còn khi mà có một cái vấn đề gì mà cũng chỉ xảy ra một chuyện nhỏ thôi mà người ta không hài lòng, mà người ta có phản ánh thì mình cảm thấy là mình cũng buồn và mình cũng cảm thấy là mình chưa làm đúng cái trách nhiệm của mình. Hầu như mỗi ngày đi làm, chị Phương đều dành một khoảng thời gian ngắn trong giờ nghỉ trưa để tranh thủ ghé thăm những bệnh nhân đã đồng hành cùng chị hơn 10 năm tại khoa thận, nơi chị đã cống hiến hơn 15 năm qua. Đây là nơi đã gắn bó với chị nhiều kỷ niệm nhất. Dù trong cùng một bệnh viện, nhưng khi chia tay nơi này, chị Phương vẫn nhớ mãi từng ánh mắt, nụ cười của bệnh nhân chạy thận mà mình đã từng chăm sóc bao năm. Bây giờ nhắc lên nhắc xuống được không? Đi lại được không? Em tập thì em phải đứng lên, em tập càng sớm càng tốt. Còn nếu mà em không ấy, nó sẽ thành tật đối với em. Đứng lên được chưa? Đứng lên tốt gì? Ờ, thế có đi được không? Đi được bước nào không? À, men men thì đi được gì? Thế thì em phải chịu khó em tập. Em tập mà nó càng đau. Ơ mến à, em phải đứng để em thả các cái này ra này. Nhá, phải thận. Cứ thả là ngã. Thế chân yếu, nếu mà em càng không tập thì nó càng yếu. Cố gắng thì còn đúng rồi, cố được tí nào thì cố nhá. Tức là mình phải tự lực đầu tiên, chỉ có mình biết là sức của mình nó đến đâu cả. Cháu thỉnh thoảng cháu nhớ chú, nhớ mọi người, cháu sang đây cháu thăm, khỏe không anh? Nha. Yeah. Ai đây nhỉ? Thái à, khỏe không? Nha. Yeah. Hàng ngày vẫn đi chạy bình thường. Ừ. Mẹ bây giờ còn làm đấy không? Ở nhà trông cháu. Chưa, con nhà cháu á? À nha. Thế còn mẹ nó về chưa? Có mỗi ba người thôi thì thôi cố gắng nhá, gắng chạy thận cho nó đều với cả giữ gìn sức khỏe. Đúng. Chào em trai, na rồi? Thèm ngoẹo rồi à? Ở nhà thì còn làm gì nữa không? Có thêm gì không? Vợ nuôi bây giờ không làm gì à? Bây giờ là kiểu ông chủ kiếm ra nhiều tiền rồi, cho nên là bây giờ không cần phải kiếm tiền nữa đúng không? Phải là kiếm tiền mà không thể kiếm được sinh như người nào. Quá khen. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười mấy năm, 16 năm rồi. Mình phải cố gắng thôi, chiến đấu thôi nhỉ? Cố gắng chơi thôi. Trước chị làm may thêm, tức là khi mà đi chạy thận này về nhà vẫn may thêm. Nhưng bây giờ kiểu sức khỏe giảm sút rồi thì bây giờ ở nhà không làm gì cả, có nội trợ thôi. Co rút tay hả? Tay chân. Bệnh nhân bị chuột rút, tức là hạ canxi, nó bị kiểu rối loạn mà. Đó, thôi, cố gắng nhá, cố gắng mà chiến đấu nhá, giữ gìn sức khỏe thôi. Mình ra trường thì gắn bó với khoa nhi được 9 năm khi mà thận thành lập, làm thận được 15 năm. Sau đó là chuyển sang bên chấn thương là ngày 1 tháng 9 năm 2019. Nếu mà nói đến trường hợp bệnh nhân thận nhân tạo thì mình cũng rất là đồng cảm với bệnh. Người ta rất là nghèo. Kể cả những trường hợp bệnh nhân nào mà người ta có giàu cho nữa, hoặc có nhiều của cải cho nữa thì khi mình chạy thận ấy, người ta cũng cả một cái quá trình mà người ta chạy là người ta đồng hành với mình có thể cả cuộc đời người ta. Nên mình luôn luôn đồng hành với người ta là vì con người ta như là mình có gắn bó với người ta như thế, mình hiểu những các hoàn cảnh của người ta. Mỗi bệnh nhân là một hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như trường hợp bệnh nhân quý hôm nãy là khi chạy thận thì chồng quay lưng lại, con là phải nhờ ông bà nội nuôi, bạn ấy không nuôi được và thỉnh thoảng mới về thăm được, không có tiền. Mỗi lần về thăm thì là phải người nọ người kia cho tiền thì mới về thăm được. Bạn này là lâu nhất đấy. Thúy về đầu tiên của khoa đúng không? Năm 2004. Còn mấy người chết hết rồi. Đây là một số bạn bệnh nhân mới đúng không? Đây là ai đây? Thủy. À, đây là bệnh nhân Loan này, là trước là chạy ở bệnh viện Thận Hà Nội. Xong sau đó là con nằm tại khoa ngoại chấn thương thì kết nối thì mới gặp được chị. Gặp được chị thì chị giới thiệu cho về đây. Lúc đầu còn không dám chạy về đây vì nếu mà về chồng nó biết được là biết được thì đánh. Vì về đây là nhiều người là hàng xóm,
chồng không cho về, nhất định không cho về, xong sau đó là về. Chị này cũng rất là hoàn cảnh. Con thì bị liệt hai chân dưới, bạn ấy buổi sáng đi đánh răng, bạn ấy lết bằng hai tay, cho nên là bị ngã. Ngã thì theo dõi chấn thương sọ não. Mẹ đi chạy thận thì con sẽ nhịn ăn. Và mẹ đến 3 giờ chiều về thì mới được ăn. Nếu mà ai mà cho tiền ấy, con mà không đưa cho bố thì bố sẽ đánh nó. Đi khám mà bị bệnh thận giai đoạn cuối. Thế là xong rồi tôi xin về đây điều trị, tôi ở gần đây mà. Trước là ở Bạch Mai thì chạy ở Nguyễn Chí Thăng về trong cõng. Con tôi bị u não, mổ rồi nhưng mà tình hình bây giờ không chữa được là về. Cháu không điều trị được nữa, tôi xin về đây. Còn tôi đi cấp cứu là hôm cháu nó bị, tự dưng nó lại bị sưng chân, như mổ u não về sưng chân thì lại cho ra đây. Điều trị của bác sĩ Phương thì khỏi, bác cũng không lấy tiền. Điều dưỡng là bác ấy giới thiệu về đây. Tôi về đây tôi chạy thận, qua điều trị ở đây thì cũng bình thường. Con thì cứ thỉnh thoảng đi viện thôi, mỗi một tháng bây giờ là hết 1 triệu tiền thuốc. Nếu mà nằm viện thì không mất tiền. Tôi chạy thận vậy phải đi làm thuê làm mướn để lấy tiền nuôi cháu. Điều dưỡng Lê Thị Mai Phương là một điều dưỡng kỳ cựu của bệnh viện nói chung và của khoa thận lọc máu nói riêng. Từ khi thành lập khoa 2004, điều dưỡng Phương đã được cử xuống là một điều dưỡng trưởng có kinh nghiệm, làm điều dưỡng trưởng của khoa thận niệu lọc máu lúc bấy giờ. Trong thời gian công tác thì tôi thấy điều dưỡng Phương là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành điều dưỡng cũng như là công việc chuyên môn. Lúc bấy giờ là khoa thận niệu lọc máu là khoa mới hoàn toàn đối với bệnh viện, nên điều dưỡng Phương xuống là cùng với trưởng khoa Trần Văn Ba lúc bấy giờ là thành lập khoa thận. Anh em nhân viên cũng toàn người trẻ. Cho đến năm 2019 thì điều dưỡng Phương thì được cử lên khoa ngoại chấn thương. Trong thời gian thiếu nhân lực ở khoa ngoại, hiện tại thì điều dưỡng Phương cũng rất là thành công trong vấn đề quản lý điều hành đội ngũ điều dưỡng ở khoa ngoại chấn thương. Sự ân cần chu đáo không chỉ là việc chăm sóc hướng dẫn người bệnh nội trú, mà còn là những lời dặn dò mang đầy sự yêu thương dành cho bệnh nhân ra viện, cho người nhà họ như chính người nhà của chị. Cái tờ này các bác hướng dẫn hết rồi đúng không? Thế cái giấy ra viện này là thứ nhất là mình phải về dùng thuốc theo đơn đúng không? Đấy, mình dùng thuốc theo đơn thì sau 2 tuần thì mình sẽ khám lại. Sau 2 tuần khám lại thì sẽ đến phòng khám cấp cứu chấn thương ở dưới cứu. Mình nắm được rồi đúng không? Vâng. Kèm theo đây là sẽ có đơn thuốc. Đây là cái giấy phẫu thuật này, chứng nhận phẫu thuật của mình rồi. Trong cái quá trình mình dùng thuốc này là trong vòng 1 tuần. Nếu trong cái quá trình mình dùng thuốc mà có vấn đề gì thì mình sẽ gọi điện cho bác sĩ Bùi Việt Phương. Được rồi. Có số điện thoại chưa? Đã, có rồi. À, thì hỏi bác để bác tư vấn. Vâng. Nhá. Đấy là trong cái quá trình mà mình dùng thuốc sau 2 tuần thì mình đến mình khám lại. Vâng. Nhá. Còn cái này là muốn xem cái phim mà mình chụp thì mình sẽ quét mã QR, code QR nhé. Vâng. Đây là giấy hẹn khám lại này. Vâng. Trong cái quá trình mà nằm điều trị đây và khi mà ra viện này thì cái chỗ thanh toán có vấn đề gì không? Dạ không ạ, rất là... Có thắc mắc gì không ạ? Vâng, em không có thắc mắc gì. À. Làm việc rất là tốt ạ. Ừ. Chúng em cũng cảm ơn tất cả các y bác sĩ của bệnh viện đã chăm sóc bệnh nhân nhà em rất là nhiệt tình, chu đáo ạ. Và hàng ngày có thăm khám kiểm tra rất cẩn thận. Chị cảm ơn nhé. Về mạnh khỏe. Những ánh nhìn tạm biệt của người bệnh dành cho nhau khiến chị vừa vui vừa cảm thấy như thiếu một thứ gì đó. Với nhiệm vụ là một phó trưởng phòng điều dưỡng của bệnh viện, ngoài công tác chuyên môn, chị còn quản lý rất nhiều các điều dưỡng viên để phân bổ đồng đều công việc. Mình rút kinh nghiệm là chị nhắc nhở nhá, cả nội quy buồng bệnh của bệnh nhân mình làm thành một cái nền nếp đi, tại vì sếp nhắc những cái này rất là nhiều, tại vì là mình bây giờ đang đi chuẩn hóa dần vào chăm sóc bệnh nhân toàn diện. Mình chăm sóc bệnh nhân chưa được tốt, khi mà tiếp xúc cũng chưa được tốt, nên cho nên là khi mà mình giao tiếp với người ta là phải có chủ và vị, nhất là bạn trường đâu nhỉ.
chứ không phải nói trống không. Mình chỉ cần nói làm sao mang sức thuyết phục và không nói giọng cao. Mình nói giọng vừa phải để khi mà người ta nghe, người ta lọt tai, người ta đi ra đi vào hoặc là người ta đi đâu đó mà không có tại buồng bệnh. Đấy là do mình quản lý bệnh nhân chưa tốt, mình phải hướng dẫn bệnh nhân. Sau khi mà đón bệnh nhân lên khoa hoặc là đưa bệnh nhân mà đi làm tất cả các cận lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm v.v. là yêu cầu là mọi người mượn ở dưới cấp cứu, lấy ở dưới cấp cứu thì bắt buộc mình phải trả đúng vị trí. Kể cả trên này cũng thế thôi. Trên này có hôm qua 5-7 cái xe lăn, 3 cái cáng. Thế ở dưới kia người ta sử dụng bằng cái gì? Một cái nữa là khi bệnh nhân ra viện thì yêu cầu các bạn là phải làm gì? Thu dọn hết tất cả chăn ga gối. Bệnh nhân vừa ra có bệnh nhân mới vào luôn, không ai thu dọn. Còn khi bệnh nhân đông và quá tải, cái việc sắp xếp buồng bệnh, bệnh nhân nằm tại buồng nào, phòng nào, đấy là công việc của điều dưỡng tiếp đón dưới sự ủy quyền của điều dưỡng trưởng. Cho nên là các bạn phải tuân thủ. Với một cái nữa là gì? Khi mà thanh toán ra viện thì yêu cầu điều dưỡng hành chính phải khẩn trương nhé. Những trường hợp bệnh nhân mà người ta ở xa ấy, thì mình phải làm sao thủ tục cho thật nhanh nhất để tạo điều kiện cho người ta kịp thời, người ta bắt chuyến xe người ta về. Mình không gây khó khăn và không khó chịu với cả người bệnh. Mình tạo điều kiện tốt nhất đối với người bệnh. Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, chị Phương còn dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những điều dưỡng giỏi, tràn đầy năng lượng như chính chị của gần 30 năm về trước. Bởi lẽ đó, chị luôn nhận được sự yêu mến của cả đồng nghiệp, bệnh nhân và thậm chí cả người nhà bệnh nhân. Đỡ thì đỡ trên dưới. Người ta không thể nào mà để mỗi cái tay ấy thì nó sẽ là đau. Lần sau ấy là vừa làm là phải vừa quấn những cái này này, thả tay. Tất cả những cái này là mình phải làm này, mình phải quấn ngược lại. Và nâng xuống cái tay. Mình vừa nặng được kiểm tra xem là nó có mụn không, hoặc là nó có còn dịch nữa hay không. Nhưng mà cho làm nhẹ ấy, thì bệnh nhân thì người ta sẽ không có cảm giác đau. Nhưng đấy cũng không phải là tốt. Mình phải làm sao mà mình nặng được hết. Nếu mà bệnh nhân đau thì mình sẽ giải thích bệnh nhân. Có thế thôi, còn đâu mình làm mình vẫn phải nặng. Mình làm càng nhẹ thì cái sự lâu khỏi người ta sẽ là lâu. Cuộn tròn bắt đầu từ các cái vết thương khô, từ khô nặn xuống khô, nặn xuống ướt. Đúng rồi, gấp xấu thế. Nặn mạnh ấy. Một tức này không? Chỗ này có bị chặt không? Em làm với chị Phương cũng từ năm 2019. Chị Phương là một người rất nhiệt tình, quan tâm anh em đời sống, rồi quan tâm đến bệnh nhân hàng ngày, rồi hỏi thăm chăm sóc bệnh nhân, hướng dẫn các điều dưỡng viên cái cách chăm sóc bệnh nhân cho tốt, chu đáo. Trong cái thời gian làm việc với chị Phương ấy, thì bọn em học hỏi rất nhiều. Cái thứ nhất là về sự chu đáo với bệnh nhân, tận tình trong công việc ấy. Trong cái thời gian dịch vừa rồi ấy, trong khoa em là cũng phải ở tại khoa là một tháng. Trong ngày nào là chị cũng đi thăm hỏi bệnh nhân, động viên bệnh nhân, cùng nhau cố gắng vượt qua cái mùa dịch ấy. Bệnh nhân khó khăn ở khoa thì bệnh nhân nằm viện hỗ trợ các cái tiền giường cho bệnh nhân, kinh phí cho bệnh nhân, người ta yên tâm điều trị chăm sóc. Ra trường thì đi làm ở đây thì đến giờ phút này là được 27 năm. Từ ngày 11 tháng 10 năm 95, năm 92, tốt nghiệp cấp 3 xong định hướng là thích hai nghề, một là sư phạm hoặc là đi theo ngành y. Nhưng mà vì là cái đam mê của mình tắt cho mình cái áo bưởi vu trắng, cho nên là quyết định là mình chọn cái ngành y. Nhưng mà ba mẹ không cho đi, ba mẹ bảo là đi theo cái ngành y thì vất vả, cũng khóc mà là nếu mà ba mẹ không cho con đi học thì con sẽ không đi học gì nữa. Ba mẹ thì đành phải bảo là thôi nếu mà thích thì thôi cứ cho đi thôi, còn nếu mà cảm thấy là nó không phù hợp với mình thì có thể là nghĩ lại, cứ đi theo cái đam mê của mình thôi. Hôm nay là một ngày đặc biệt không chỉ với chị Phương mà còn với chính những người thực hiện chương trình khi được cùng chị Phương thắp nén nhang vào chính ngày giỗ của bố chị. Cũng là dịp chị tranh thủ về thăm gia đình và thăm mẹ. Làm ngành y làm ở ngoại chấn thương. Ngoại chấn thương đúng
đúng sang ngoài chấn thương đúng hôm ấy là tôi chuẩn bị ra viện lúc gãy chân gãy tay, gãy chân mới gãy tay. Cái công việc thì coi như còn ổn định rồi, bây giờ cứ thế mà tiến lên đi làm tích cực mà ôi dồi ôi, đi sớm về muộn rất là xót. Toàn đi sớm đi từ 6 giờ về thì về muộn, xót lắm nhưng không làm nào được. Cứ sang đây chơi với em là cứ lúc nào thì muốn ngủ mà buồn ngủ nghĩ rất xót, không làm nào được. Đi sớm về muộn mà đi xe máy là nhất rồi rét đấy, rồi rét là mặc đầy áo, đầy áo rét. Cái xót con như này thì mình y cái sợ nó vất vả, nhưng mà đi vất vả quá. Nhưng mà con cứ muốn ngành y mặc áo trắng cơ, thì thấy mọi người mặc áo trắng thích, nên mẹ thích yêu nghề ngành y đó, đành thế đành chịu vậy. Mẹ ơi. Vâng. Mẹ đang làm gì nào, đang loanh quanh. Hôm nay ở viện con bận lắm à? Vâng, bận. Hôm nay thì còn đỡ chứ còn hôm qua thứ hai đến thứ ba quá đông rồi. Thời Phương bị dạ dày, hồi lụt ấy. Mổ dư thừa chứ. Mổ dư thừa. Mổ thừa thế là đang ở nhà khu tập thể, đấy là đau đau xong rồi là ngồi xe đạp dắt đi. Thế mọi người hôm sau bảo ôi tự nhiên là khi mà ra thì dắt xe đạp con gái ngồi xong. Dắt xe đạp ngồi xong, đúng ngồi ngập lụt. Đi khoa ngoại lại đúng ở tầng 1 chứ, chỗ lụt thế mới khổ. Ngày xưa với cái gì cũng khổ. Tớ tưởng ông ẹo mẹ chiều. Mọi người phía sau hỏi sao lại sáng sớm bây giờ lại con ngồi đằng sau xe đạp mẹ dắt đi, hoặc mình bị đau ruột thừa. Thế ra hình như là còn ai mổ trước ấy, mình từ sau. Cái hồi mẹ nghỉ là năm bao nhiêu nhỉ? Nhưng mà không nhầm, hình như năm 2000 sao nhỉ? Hình như là năm 2000 hay 2001 à? Đấy, năm ấy về hưu xong rồi lắm bệnh. Đúng rồi, con gái lớn của con ấy là coi như là đang ở đấy, thế là huyết áp tự nhiên đang trông nó. Thế là tự nhiên ông bác sĩ ở ngay cũng dễ nhà. Thế là do huyết áp, bỏ huyết áp rồi. Từ bấy nó 18 tháng thì bắt đầu từ ấy đến đây là toàn phải uống huyết áp, thuốc huyết áp. Có lẽ cũng đã lâu rồi, chị cũng chưa có dịp thư thả để được ngồi với mẹ lâu đến thế, được chia sẻ nhiều điều với mẹ đến như vậy. Thời gian làm việc, thời gian dành cho gia đình nhỏ cũng đã chiếm gần hết quỹ thời gian của chị để quan tâm đến mẹ nhiều hơn, để tâm sự với mẹ nhiều hơn. Vừa điều dưỡng khi mà đã vác trên mình chiếc áo blue trắng rồi thì mình phải tận tâm với nghề. Mình vừa là người đồng hành cùng họ, chứ nếu mình đứng ở vị trí cũng là người bạn thì mình mới biết được là cái nỗi đau hay là cái nỗi khổ hay là tâm tư nguyện vọng của người ta muốn gì. Khi mà người ta vào đến với mình thì người ta đặt niềm tin ở mình như thế nào, mình phải biết trân trọng. Có lẽ bởi chính những điều giản đơn đó, bởi sự thiêng liêng của chiếc áo blue trắng mà những người thầy thuốc mỗi ngày đều nỗ lực hơn nữa, tận tâm hơn nữa để mang lại niềm tin, sự lạc quan cho mỗi người bệnh, để chị Phương và đồng nghiệp của mình hoàn thành sứ mệnh lương y như từ mẫu. We'll be right back.